thì á không có nhắn tin cho em, không có hỏi thăm nhiều, mà cũng là đang là bạn thôi. Tự nhiên em thấy em quạo, em bực, em khó chịu, ghen luôn. Cái rồi cảm thấy là thương nhau luôn á. Trời ơi, khổ quá, đi hát về có được tiền ví dụ như 400-500 vậy đó, xong rồi cái em đi lấy hàng em bán, trời ơi nó nỡ lòng nào nó bơm hàng em. Trời ơi, em về em úp mặt xuống giường em khóc, em nói em này đồ em mặc nấy, đồ em mặc hôm nay chồng em lựa luôn, lựa em mới được mặc đó. Rồi á, đồ diễn em cũng vậy, chồng em lựa luôn tất cả mọi thứ. Xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Võ Kiều Vân xin gửi đến quý vị khán giả đang xem chương trình một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất à. Quá. Hiện tại em dưới 30 chút xíu. Và hiện tại em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là dạ, gì? Em là ca sĩ. Mà em? Dạ em là Khởi Phong. Hiện tại thì em đang là manager của bạn Vân. Và em là nhạc sĩ chuyên sản xuất những cái MV ca nhạc của Vân. Và tất cả những cái dòng nhạc Vân hát là từ ballad, bolero, dân ca thì em đều viết cho Vân. Coi như là chồng đàn vợ hát. Dạ. Có nghĩa là lọt sàn xuống nia, nước chảy chỗ trũng, không có mất đi đồng nào. Dạ, đúng rồi đó. Vô hết, không có thoát một miếng hết. Cái này là không phải là mình tham đâu, mà tại vì ngày xưa tụi em nói chung là không có điều kiện nhiều. Nên là cái gì mình cũng phải tự học, mình tự làm. Hai bạn hãy kể cho anh nghe câu chuyện của hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu nè. Và lần đầu tiên em gặp chàng trai này em ấn tượng. Dạ em gặp anh Phong là lúc tụi em đi hát chương trình từ thiện. Chồng em mới đầu em gặp hiền lắm. Trời em nói sao giờ này còn xuất hiện một người đàn ông trên thế giới này mà sao hiền dữ vậy trời. Giờ nhìn thấy cũng hiền mà. Dạ không đâu, cũng quỷ ma hơn nhiều. Trời ơi, giờ là quỷ ma rồi. Dạ hiền mà thấy nói em thấy sao ta ăn hiếp nhiều quá à. Xong giống như là tự nhiên em thương người này, em muốn bảo vệ người này vậy đó. Trời ơi, em giống như là người đàn ông vậy đó. Trời men lắm anh, lúc đó là giống như là hả, ngày xưa mình hay gọi là tomboy á. Trời men lắm, tính cách mà giống như là không chơi phụ nữ, không chơi con gái đâu. Chơi mấy đàn ông không à. Do đó trong cái chuyến đi từ thiện hôm đó thì tụi em có duyên ngồi chung xe, tại cái anh làm từ thiện thì bữa đó là em nhớ là ở Bến Tre. Cái làm cái duyên sao á là bạn này ngồi kế em luôn. Sau cái buổi đó thì về thì hai đứa mới tìm hiểu, hai đứa nói chuyện, nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên á là cái tính tốt rồi đó. Nói chung là tốt tính mới đi từ thiện đó. Trời hai đứa em thử ông này đi từ thiện xong ghé được cái chỗ đó là mình được mua mấy cái đồ mà đặc sản đó anh, để đem về. Trời hôm nay vợ mới nhớ nè, ông dẫn vô ông hỏi em ăn kem hôn, em nói dạ ăn. Rồi xong cái em tưởng đâu là hả đàn ông ghê lắng bao mình, em mua quá trời đồ luôn. Em thử cái ông này sao có mê gái không nha. Ai ngồi đâu hồi em ra em trả tiền quá trời trả luôn, ông trả đúng một cây kem mời em thôi, rất là rõ ràng luôn. Tại vì như ông nói ông mời em mà. Dạ không có mê gái. Em nói ông này được nè, không có mê gái tôi ok. Không có bị bệnh mê gái. Dạ đúng rồi đó. Dạ gái này là tính ăn cây kem xong rồi tính thử là xử nguyên một mớ đồ coi anh có trả hay không. Dạ đúng rồi đó, không trả là ok. Tại sao em không ga lăng mà em chỉ trả có một cái kem thôi? Mua xong rồi cái em ra em tính tiền. Thì cái đó thì em tính tiền trước, còn bạn này bạn đi lựa bạn mua đồ sau đó thì em đâu không có để ý. Thì bạn mua đồ sau, bạn mua quá trời, bạn ra thì lúc đấy thì xe chạy rồi thì em mới thấy xe chạy thì thôi em lên xe em ngồi. Thì bạn cái sau bạn tưởng em chờ bạn tính tiền cho bạn, cái bạn đứng bạn nhìn em hoài. Lúc đó là em cũng chưa biết là bạn thử lòng mình đâu đúng không? Tất cả mọi người là ai mà thử lòng em là em không biết gì luôn. Ráng chịu đó. Bao lâu thì bên nào mới tỏ tình cho đằng kia? Tụi em quen nhau chính thức là trong từ cái hôm từ thiện đó về chắc khoảng 6 tháng. Mà em công nhận nha, đúng là hình như nói mà khi mà mình gặp người đó nói khi nào mình thích người đó mình không biết, nhưng mà tự nhiên em cảm giác như là khi mà ông này ổng đi quay MV á thì á không có nhắn tin cho em, không có hỏi thăm nhiều, mà cũng là đang là bạn thôi. Tự nhiên em thấy em quạo, em bực, em khó chịu, ghen luôn. Cái rồi cảm thấy là thương nhau luôn á. Không bao giờ mà chính thức nói là mình yêu nha nha em hay gì đó, không có. Hèn lắm. Nhưng mà sao tụi em lại nhớ được là sau 6 tháng là tụi em chính thức yêu nhau? Nó có một cái mốc đó. Dạ, có một cái sự kiện là lúc đấy Vân đang đi hát nhóm. Nhóm Vân là nhóm Olala. Dạ. Dạ ngày xưa em diễn em gặp anh hoài à. Nhưng mà lúc đó em nhỏ anh không nhớ. Trong đồng 1-2-6 là diễn nhiều lắm. Thì cái thời điểm mà em gặp Vân thì cái show nó ít rồi. Đó, cuộc sống khó khăn hơn. Trong đó thì các bạn mới là
rã nhóm. Thì em mới kêu là thôi bây giờ bà về đây cho tôi làm cho. Đó là em mới bắt đầu em làm sản phẩm đầu tiên cho Vân. Sau 6 tháng thôi mà dạ mình đã tìm được nhau đó phải không? Dạ đúng. Nhưng mà rồi. Có thể hiện không? Lần đầu tiên là ở rạp hát Hòa Bình lúc 3 giờ sáng. Đi đầu bà sáng gì? Kỷ niệm mà em cũng nổi da gà với bạn này nè. Sao? Đó là bạn này bạn ấy đi diễn chung ở Long Khánh về. Chị biết cái đường Long Khánh về thời điểm đó họ cứ đi chung với một chị ca sĩ nữa. Suốt cái quãng đường mà chạy từ Long Khánh về đây là chắc khoảng 2 tiếng đi xe máy. Trời ơi em lo mà em lo em ngủ không được luôn á. Lúc là 12 giờ mấy 1 giờ diễn xong. Tới về tới nhà hát Hòa Bình 3 giờ sáng rồi. Cái em nhìn em thấy thương quá. Thì lúc đó là hôn cái. Đó, à là, vậy đó hả? Ở đó là nhắc Hòa Bình nhớ hoài cái cảnh đó luôn. Và sau khi mà quen em là em không bao giờ em cho đi cái kiểu đó nữa. Kỹ tại vì á mình con gái anh mà giống như ngày xưa mình không có nổi tiếng, mình là ca sĩ trẻ nó mình hát rồi đi hát tỉnh sợ mấy cái ông vậy đó dê lắm, kiểu như là thấy con gái mới lớn mưng mởn à. Mấy công vụ em sợ lắm, giống như không ai đụng được vô em đâu nha, nhưng mà thấy ông này hiền á cái mình cảm giác là mình tin tưởng được, là không có vồ vập, không có là mình thấy ghê sợ vậy đó. Thì em mới thương anh này như mới thấy có niềm tin. Dạ đúng rồi, em không ăn không thôi chứ. Vậy thì cái lần đầu tiên là ai ăn ai trước? Em nhớ là ăn cái chứ sao mà ai ngỏ lời ăn trước. Ừ, đó. Em phải nói rõ văn phong mình. Cái thời gian đó là tụi em đi khách sạn hoài luôn á. Rất là thiệt thà. Đúng không? Có sao nói vậy người ơi. Đó. Không, nên này là một công đôi việc. Tại vì tụi em đi diễn nhiều. Đi diễn tụi ở khách sạn không à anh? Bây giờ lửa gần rơm thì lâu ngày cũng phải cháy thôi. Không lẽ giờ người con trai, người con gái vô khách sạn hai đứa nhìn nhau. Hai đứa là quen nhau mấy năm rồi cưng? Tới thời điểm này thì tụi em quen nhau là 9 năm rồi. 9 năm. Là dạ. cưới bao lâu rồi? Tụi em vừa mới cưới ngày 1 tháng 3 năm vừa rồi. Thì tụi em là đến với nhau từ hai bàn tay trắng luôn. Xong rồi sau đó gặp nhau rồi cố gắng làm tất cả mọi thứ. Mà em cũng may mắn ở một chỗ là tổ thương và khán giả cũng rất là thương em. Thì sau khi em ra được cái bài thứ hai là Yêu Là Phải Thương, thì bài đó là cái bài mà đình đám nhất của em. Thì lúc đó là coi như là chứ cuộc đời lên hướng. Lên hướng. Yêu Là Phải Thương là chồng sáng tác. Dạ em chồng luôn. Em viết luôn. Hòa âm phối khí luôn. Dạ. Thực hiện luôn. Quay dạ, video clip luôn. Dạ. Móc ống hết anh. Mới đầu là tụi em bán hàng, nói thẳng là kinh doanh online thêm. Lúc đó trời ơi khổ lắm. Em nhớ lần đầu tiên nha, xong rồi kinh doanh là em bị bơm hàng. Trời ơi, ổng vừa chở em đi hát còn vừa chở em đi ship hàng nữa. Em mới về bị bơm hàng, em nói với anh Phong, em nói với chồng em, chết rồi chồng ơi, mất hết tất cả rồi, trắng tay rồi. Phá sản rồi. Cái gì mà dữ vậy? Ủa mà có mấy trăm ngàn. Trời ơi, người ta đặt có 300 ngàn rồi. Nhưng mà anh biết sao không? Giống như dạ tức, nhưng mà giống như mình không có vốn nhiều. Người này đặt cái này thì mới đi ra lấy. Chứ không có kiểu bây giờ mà lấy hàng sẵn nữa. Trời ơi, khổ quá, đi hát về có được tiền. Ví dụ như 400-500 vậy đó. Xong rồi cái em đi lấy hàng em bán, trời ơi nó nở lòng nào nó bơm hàng em. Trời ơi em về em bắt mặt xuống giường em khóc, em nói em này chồng ơi trời ơi mất hết tất cả rồi, phá sản rồi trời ơi. Món hàng chỉ giá có 300 ngàn thôi đó. Dạ mà phát bơm hàng em. Mà thật ra coi như cái vốn của bà là 310 ngàn đó. Dạ đó. Bây giờ là bơm khóc có 10 ngàn thôi đó. Cái xong chồng em nói thôi thôi bà ơi, của đi thay người, còn người là còn của. Chính vì vậy mà sau đó mới có một bài hit đó. Dạ. Ai mà động tới kim ngân của bạn này là không thể nào mà động được hết. Cho nên là giống như cái két sắt giữ tiền của em nè. Rồi bây giờ thì sao? Kinh khủng lắm. Bây giờ thì còn hơn vậy nữa. Rồi sẵn đây bây giờ mình tới luôn đi. Khui đi khui. Bây giờ đi. Mình khui luôn đi. Tật xấu đó. Đi tật dạ. Xấu của ấy là gì nè? Tật xấu thì bạn này bạn có cái tính là cũng là tính đàn ông nữa. Ví dụ để tự giác làm thì không có sao đâu. Mà ví dụ em thấy cái nhà dơ quá đi, em kêu bà ơi cầm cái chổi quét nhà đi, là hộ cái chổi bày vô em luôn. Xong rồi cái dập như nè, trời ơi đi mà muốn sập cái nhà luôn á, lên lầu không làm luôn. Kêu, dạ, không làm luôn, chỉ cần mà kêu luôn. Đi nhẹ lại thôi là thấy cảnh luôn. Dạ. Bình thường á, ví dụ như em thấy đi, em sắp xếp hết tất cả mọi thứ, em làm giống như là cho em gom từng một hộp bụi một luôn, nhưng mà đến khi em làm biến lên rồi á mà kêu bà ơi quét nhà đi, hay bà ơi lau nhà đi, có mơ không có chuyện đó đâu nha. Xếp vô cái tính gì ta? Tính bị quạo, tính nóng bị kỳ tính. Dạ. Cần ha, cọc cần. Dạ, nóng tính, nóng sản. Dạ nóng tính đúng rồi đó. Còn gì không nè? Nữ công gia chánh, may giá tiêu thùa. Trời biết nấu ăn, biết làm gì. Cái đó là
Thôi anh đừng kêu. Tuyệt đối luôn. Cái gì? Dạ. Nói nhà bây, bây giờ hay, bây giờ hơi nấu rồi. Mà ngày xưa á, em nhớ thời gian lúc đầu em quen á, là có một cái món mà tới 9 năm nay chưa giờ em ăn lại món luôn. Món ngon lắm á chồng. Trời ơi, em sợ mà giống như món đó, giống như mấy món kinh dị vậy đó. Là trời ơi, em lên mạng em học đàng hoàng chứ bộ. Mình cũng muốn chăm sóc người mình yêu như thế nào. Tại vì hồi nhỏ giờ mẹ em toàn nấu cho em ăn không à. Có mình em mà cưng lắm. Món canh cà trứng. Em ăn một lần là anh tin ông là một cái vị đó là có nhiều trứng là cho vô hết luôn á. Vậy là canh trứng rồi. Đâu trứng gì không cả. Đúc trứng. Trứng. Ở một cái rồi. Nồi vậy nè, có hai đứa ăn vào một cái nồi. Trời ơi, em ăn mà ăn cả ngày cái nồi đó mà tới giờ em không dám ăn lại luôn. Bây giờ là nấu ngon rồi. Lần nấu là coi như là good rồi. Còn cái gì nữa? Cái lộn thì bạn này là giống như độc rap, còn em thì em im lặng em ngồi em nghe là xong rồi cái em đi chỗ khác. Coi như mình con muốn dừng cái câu chuyện đó ở đó đi, mình không muốn muốn tranh luận nữa, thì em đi chỗ khác thì cái hồi bạn không thấy em, cái bạn gọi điện bằng nói nữa. Dạ là tới khi nào mà cảm thấy là hài lòng vậy thôi, cảm thấy là trời cúp máy khóa máy luôn xong dừng em khóa máy luôn đó em vô phòng ở một mình luôn, để em ở ngoài luôn, em đập cửa phòng xong ở ngoài luôn. Dạ xong rồi cái trả lời là em là nói thôi bây giờ để cho chồng ngủ đi, vợ đừng nói nữa, xong đập cửa phòng luôn, xong hồi mở cửa cho em vô. Không có giận nhau quá một ngày luôn. À dạ thôi vậy ra được rồi mà bị nhây đó. Nói dạ, đúng mà rồi nhây đó. Dạ đúng chính xác, nó không sẵn nói nhây đó là hai tính xấu của cô này. Dạ. À. Còn anh này thì sao nè? Tới em đó Vân. Trời ơi, chồng em không có tính xấu. Không, em cũng, em có, thật, em cũng có rất là nóng tính. Chỉ có là nóng tính với em lại kỹ tính khó tính thôi thì nhưng mà nóng tính thì mỗi lần kia dạ, nhau lắm ra thêm rồi. Chồng em không có tính xấu, nó kể một hồi là chồng nhiều lắm. Nóng tính ba cái. Ủa nhưng mà em nghĩ mấy đứa này nóng tính gì? Nóng tính là kỹ tính nè, khó tính dạ, nè, đúng đó rồi. Là ba cái. Đâu, ví dụ như bây giờ nè, cái khó tính là cái gì nè? Dạ khó tính trong công việc. À. Ôi công việc em khó lắm, công việc là trời ơi em khóc trong phòng thu hoài luôn. Ôi, bình thường trong cuộc sống thì em lại không có cái tính đó nha, nhưng mà khi mà đụng tới công việc cái hồi là trời ơi em khó tính lắm luôn á, em dễ quạo lắm. Ừ. Dạ. Rồi còn kỹ tính thì sao? Kỹ tính cũng trong công việc luôn. Nói chung là cái cuộc sống ở ngoài bình thường anh Phong, em muốn làm gì làm dễ lắm, không sao hết trơn á. Còn mà đụng tới công việc thì lại rất là khó với em, nhiều kỹ nha. Đồ em mặc đấy, đồ em mặc hôm nay chồng em lựa luôn. Lựa em mới được mặc. Đó. Rồi á, đồ diễn em cũng vậy, chồng em lựa luôn. Tất cả mọi thứ, thiết kế đồ, đưa mẫu cho người ta luôn, để thiết kế cho em luôn. Bạn này bạn tôn bôi, cái gu của bạn ấy không phải là trên sân khấu. Đó, là lên sân khấu mà trong khi đó khán giả ở mình đi tỉnh nhiều, khán giả ở tỉnh thì họ lại không phải lấp lánh kim sa học lộ. Vậy đó, mà mặc đồ mà ai chê, bầu xô chê là gọi điện em mà chửi em không à. Rồi coi như là tất cả những cái chương trình gì mà bạn ấy tự lựa đồ á, là coi như là em coi như là fail xong hết, mà về là em bị sai quá hết. Sai đó, em sợ quá thôi. Bây giờ tự em cái đó là em ôm luôn. Rồi bây giờ là em là hiện tại là manager nè, stylist nè, viết nhạc, tài xế, bấm đĩa, Oxin, rồi nói bà chung là chỗ hồi tại hồi là em bà vú nấu xin bà vú đó. Vậy ở nhà nấu cơm em ăn luôn, nấu cơm rất là ngon, nấu rồi ăn rất là ngon luôn. Tại vì sao khó tính quá tự nấu đi chứ giờ sao giờ. Hai đứa có bé chưa? Dạ chưa. Rồi mai mốt đi đây rồi là ông vú luôn đó. Dạ. Như là lo luôn hai đứa luôn đó. Có mong muốn chồng thay đổi gì không, có bớt kỹ hay bớt khó hay là bớt nóng không? Dạ không, chồng em tốt lắm, y chì vậy luôn phải không? Dạ đàng hoàng lắm. Tại vì bây giờ thay đổi mai mốt sao làm bà vú cho con mình. Dạ đúng rồi. Trời. Còn em có muốn bạn này thay đổi gì không? Riêng em thì em muốn bạn này sao chồng coi cho được nha chồng. Uy hiếp quá. Ở đây em không biết tối có phòng ở lại không. Sao Phong? Em thấy lo. Không nói chứ thực ra bạn này đối với em là rất good rồi. Còn duy nhất một cái vấn đề thôi là bạn ấy không biết tự trưng diện với mua sắm cho bản thân. Rồi em kêu là thôi bà đi shopping đi, bà đi mua đồ đi, mà 10 lần đi là mua đồ cho em không à. Okay. Em chỉ mong là sau này bạn đi mua nên shopping biết chăm sóc cho bản thân mình. Đi đâu á cảnh, ủa hôm nay vợ mặc đồ gì vậy chồng? Thôi bà tự kiếm đi. Dạ đúng rồi, em đi đâu như bây giờ em bị quen rồi đó. Thôi em đi đâu em cũng hỏi là ủa dòng giờ vợ mặc đồ gì vậy? Em đi ra ngoài đi ăn em cũng hỏi, em đi gặp ai em cũng hỏi là chị hôm nay mặc đồ gì cho nó hợp. Chứ rồi nó giống như thành một cái thói quen vậy. Quen. Em mong muốn là bạn này tự luôn á hả? Dạ. Sao tự được? Tự rồi xong bị fail nữa. Thì nói tóm lại là cố gắng là những cái đồ mà về diễn thì em phải làm stylist là em phải chịu thôi. Phong muốn em phải mạnh mẽ, có những lúc á mà mình phải tự quyết định mọi thứ chứ không là
mình cứ có thói quen mà để người khác quyết định cho mình rất là nguy hiểm. Không, ngày xưa em mạnh mẽ lắm nha. Lúc mà hai tụi em lúc mà khổ á, mà em không biết sao càng ngày giống như là bị thay đổi năng lượng vậy đó. Em lật qua hết cho anh Phong, còn anh Phong bây giờ là giống như bù đắp lại hết cho em luôn. Vậy là thôi, bắt đầu từ bữa nay đổi đi 50-50 nghe em. 50-50 trở lại như vậy. Nghe. Ok. Yeah. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến. Rồi, dạ. Anh cưới em là tại vì mẹ anh không có cho anh cưới bạn gái anh. Rồi lúc đó là em nghe lời suối của ba mẹ cưới luôn. Dạ. Ê, vậy vui lắm á. Tại vì mới đầu 5 năm trời mà là bạn không á, chỉ đi nhậu á. Rồi cái xong cái cưới rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn kể nghe coi nó kỳ kỳ á. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. À, xin chào hai em. Và đầu tiên em xin được giới thiệu, em là Lài Chanh Chánh, đến từ Đắk Nông. Công việc của hiện tại của em là sư phụ lậu. Hả? Em là người Hoa. Tại vì bên người Hoa em là có rất là nhiều những cái phong tục tập quán riêng của người Hoa á, thì sẽ có một số người là đảm nhận những cái công việc đó, giống như là những cái tục lễ mà mình ma chay với họ, hay là những cái lễ hội của người Hoa đó. Rồi, gọi là để phổ biến những cái tục lễ, đúng không? Những lưu truyền lại dạ. từ ông bà lại. Dạ, dạ. Còn em? Dạ, em xin chào mọi người. Xin chào MC Hồng Vân và Quốc Thịnh. Em tên là Ngô Kim Cúc và năm nay em 23 tuổi. Em đến từ Đắk Nông ạ. Em cũng là người Việt gốc Hoa. Cái mối tình của các em nó bắt đầu được như thế nào? 5 năm về trước rồi. Là em đi xuống nhà bạn của em chơi, vô tình là gặp được vợ em. Cũng là ngày xưa là cái bằng bé Cúc thôi. Dạ, lần đầu tiên gặp Cúc để tóc tomboy á, thấy cũng lạ lạ, cũng ấn tượng. Một thời gian sau, cũng khá lâu á, em vô nhà cô của Cúc chơi, không ngờ được là Cúc lại là cháu của bạn mình. Thấy dễ thương, lúc đó mới lấy số, mới tìm hiểu đồ. Cái lần đầu tiên mà chưa phải là lấy số đó là đã thích rồi gì? Dạ, ý là thấy dễ thương thôi chứ cũng chưa thích. Dạ. Là nói chung dạ. là ấn tượng tốt, đẹp đúng không? Dạ. Cái lần đầu tiên gặp em thấy anh dạy gái. Anh đi xuống nhà bạn chơi. Ở nhà có nhiều người lắm, chắc cũng tầm mười mấy người á. Anh mua nước mía hết cho cả nhà uống luôn. Ta gọi là ga lăng, sao gọi là dạy gái? Vô nhà cô thì gặp thì lúc đầu là anh này cũng chưa có nhớ ra em đâu. Xong là lúc đó là tụi em mới chơi với nhau thôi. Là chơi với nhau 5 năm trời. Tới lúc tụi em cưới một cái là đùng, một cái là cưới thôi, chứ không có yêu đương. À, rồi trong lúc làm bạn bè có nắm tay nắm chân rồi có này kia nọ không? Dạ không, chỉ có rủ nhau đi nhậu cà phê thôi chứ không có. Tại sao lại cưới như vậy ta? Anh cưới em là tại vì mẹ anh không có cho anh cưới bạn gái anh. Anh là hồi xưa là anh có quen một chị, anh với chị đó rất là thương nhau, nhưng mà tại vì ba mẹ thấy là chị đó sao á, với lại làm nếu mà cưới là sau này anh phải xuống Bình Dương lập nghiệp, không có ở trên Đắk Nông nữa, nên là ba mẹ không có đồng ý. Xong rồi cái vô tình mà lúc đó là tụi em gặp lại nhau á, xong cái ba mẹ anh xúi anh cưới em. Rồi lúc đó là em nghe lời xúi của ba mẹ cưới luôn. Dạ. Ê, vậy vui lắm á. Tại vì mới đầu 5 năm trời mà là bạn không á, chỉ đi nhậu á. Rồi cái xong cái cưới rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn kể nghe coi nó kỳ kỳ á. Nó có cái sự gì khác cái lúc mà 5 năm trời mà đi cà phê với nhậu nhạc không? Cũng khác dữ lắm, cũng hơi bất ngờ. Thì cái đêm tân hôn thì cũng hơi bối rối. Không, anh không có bối rối đâu chị. Anh không bối rối hả? Không hề bối rối. Tại vì á, trước đêm tân hôn là anh đã dụ em rồi, làm sao mà bối rối được. Lúc đó là em đi làm ở gần nhà anh á, nhưng mà từ chỗ làm là về nhà em là nó mười mấy cây lận. Dụ em dọn xuống nhà anh ở, mà trong khi chưa có cưới họ gì hết. Cái em kêu không, mỗi lần mà em đi công tác về là anh hay dụ em thôi, xuống nhà em anh ngủ đi, chứ về nhà chi xa xôi. Ý là dụ xong rồi thì cũng xuống, cũng cho ngủ phòng riêng đồ. Cái có một đêm em sợ ma quá, cái anh sao đêm qua không ngủ được mà không gọi cho anh. Gọi cho anh xuống ngủ cùng. Rồi tụi em có suôn sẻ vậy cho đến ngày cưới ha? Nó có cái sự cố gì trước khi cưới không? Dạ cũng có. Có hai sự cố là anh giới thiệu em với mẹ ảnh ra Tết là sẽ xin phép mẹ của em, thì mẹ đồng ý. Tự nhiên cái sáng sau anh đuổi, anh kêu là em ơi, anh không có tốt giống như em nghĩ đâu. Cái em cũng đang nghi, tại vì con gái mà mình thường hay có giác quan thứ sáu lắm. Rồi hỏi thì em mới biết là ảnh đang quen một chị nữa ở Bình Dương. Rồi anh kêu là ra Tết mừng vẫn cưới, nhưng mà phải cho anh thời gian để anh chấm dứt với cái chị này. Đó là em giận lắm, không có cưới họ gì hết. Vậy thì em không khác gì là một người thứ ba xen vào hết đó, nên là em không có đồng ý. Lúc đó là em bỏ về luôn. Cái ảnh lên trên chỗ làm của em á, ảnh đòi gặp em, xong rồi ảnh gọi ra nói chuyện. Thì hai đứa cũng nói chuyện xong rồi thống nhất với nhau. Em nghĩ là thôi, dù gì thì mình cũng không có thương, thôi cưới đại đi.
người ta sao kệ, quan trọng là vấn đề sau này cưới về nó như nào thôi. Nó có hai lần. Hai sự lần. Sự cố vừa rồi là sự cố thứ nhất. Một lần nữa là trước ngày cưới khoảng tầm 1 tháng rưỡi. À. Là lúc đó là cận Tết luôn. Ừ, chuyện gì nữa? Ý là nếu mà ra Tết cưới á, thì là anh phải về nói chuyện với ba mẹ em đàng hoàng. Thì anh quyết định là mùng 8 sẽ sang nhà nói chuyện với ba mẹ em. Cái anh nói là nhưng mà mùng 4 là anh có một chuyến đi du lịch Đà Nẵng rồi. Tự nhiên tới hôm 27 Tết gì đó là em vô tình em phát hiện được là anh này đi với chị người yêu. Cái chị mà chưa có chấm dứt đó. Dạ, anh đúng, hứa đúng. Là lần 1 chấm dứt rồi lần 2 là vẫn đi du lịch. Ông sĩ phụ lão này dễ sợ quá đó, ông giải thích đi ông. Tại vì cái vé, cái chuyến đi Đà Nẵng đó là đặt trước mấy tháng rồi, là hứa là sẽ đi rồi. Vé hủy được mà. Xong cái hủy luôn. Hả? Xong cái hủy. Có hủy không? Hủy rồi. Rồi cuối cùng mà có đi Đà Nẵng không? Phát hiện dạ ra không? Rồi mới hủy đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà tại sao em phát hiện được? Giống như linh cảm vậy, mỗi lần mà anh đi với gái hay là anh làm gì là em đều có linh cảm. Mới là tự nhiên em kiểm tra điện thoại là thấy nó hiện sờ sờ. Xong rồi em dục điện thoại cái vạch đó, em đi về một mặt luôn là ông biết chuyện gì xảy ra. Cứ điện thoại liên lạc cho em hoài, cái em chặn luôn. Anh gọi điện không được, cái anh mới nhờ má gọi điện. Mà chị hỏi nè, lúc đó là em yêu anh rồi chưa? Dạ chưa. Chưa có yêu mắc mới gì ghen? Hả? Ghen chứ. Cảm giác lúc đó là mình bị lừa dối nên là mình cảm thấy rất là bực bội á. Lúc nào mới yêu nè? Cưới về khoảng một thời gian là 1 tháng mấy 2 tháng rồi mới bắt đầu yêu á. Lúc đó em đã yêu cô bạn này chưa? Dạ chưa. Chưa yêu mà dụ. Gan tay trời luôn à. Lạc bạn là đó, có cái tình bạn 5 năm rồi, bây giờ cái đêm tân hôn á, nó vui không? Cái dạ. Lần đầu tiên mà em sở hữu được cái con người này là mình cảm thấy nắm được tất cả thiên hạ. Cũng hơi gì lúc gì? Đó thì cũng hồi hộp. Cái em tắt đèn mất tiêu rồi, em cũng cảm giác nó lạ. Lạ đúng không? Nó khó tả. Thế còn Trúc thì sao? Không, không có dám nhìn, tắt đèn. Nhưng mà thích không? Khó. Biết sao mà chị hỏi không? Là tại vì nè, hai người này là yêu nhau sau khi kết hôn. Là sau khi có cái chuyện kia đúng không? Thành ra là thuộc là đây là một gọi là một kiểu vợ chồng á, là sau khi đã có cái quan hệ thể xác rồi thì mới cảm thấy là yêu nhau, cần nhau. Đó, nó có nhiều dạng lắm em. Mà có những người mà yêu nhau khủng khiếp luôn ha, yêu 5-6 năm yêu thì yêu, đụng vô nhau một cái bỏ luôn. Bỏ luôn. Đó là vậy. Hai bạn á là xuất phát từ tình bạn, cũng không yêu thương. Vậy thì sao hôn nhân thì chắc chắn một vấn đề để gọi là hiểu nhau. Thật sự là chưa hiểu nhiều lắm đâu. Vậy thì có những cái biến cố gì sao không nhân? Không, khi đám cưới á, thì tụi em có mở một cái tiệm điện thoại. Thì anh giao cho em là toàn quyền quản lý hết. Thì mở được khoảng tầm 2-3 tháng á, là nó xảy ra một vài cái trục trặc. Tiệm của em nó bị suy sụp. Khoảng thời gian đó thì nó bị thua lỗ nhiều, dẫn đến là lúc đó em bị stress nặng đó. Vậy như kiểu là bây giờ cái số tiền đó, nó so với người khác thì nó không lớn, nhưng mà so với em thì nó cực kỳ lớn. Tại vì em mới 2-3 tuổi nên là em cảm thấy là nó mất mát rất là nhiều. Kiểu là lúc đó em không có làm được gì luôn, em chỉ có thu mình lại thôi. Cứ sáng là em dậy em nấu đồ ăn xong hết rồi là em chui vô phòng em nằm. Ai gọi điện thoại hay là nhắn tin hay là cái gì em cũng trả lời hết đó, trừ ba mẹ em với chồng em thôi. Còn cứ tới tối là ra, cứ vô phòng vậy, giống như con ốc sên vậy á. Ảnh đi lo hết tất cả mọi việc, từ việc giải quyết cửa hàng, thanh lý hàng hóa, thanh lý tủ, rồi cho tới giải quyết nợ nần là một tay ảnh làm hết. Cái thời gian đó trong bao lâu? Khoảng tầm 1 tháng. Rồi lúc đó nói chung là cái người mà bên cạnh em và động viên em và giúp đỡ em để mà vượt qua cái trầm cảm đó chính là chồng em, đúng không? Dạ, thực sự là nếu như mà người khác thì em nghĩ là có thể là nó sẽ rất là nhiều chuyện lục đục. Và cũng chính vì lý do đó mà khiến em trở nên yêu chồng mình nhiều. Dạ, đúng rồi, đúng không? Đúng rồi. Cái đó là biến cố lớn nhất mà thay đổi tình cảm, suy nghĩ của hai vợ chồng em. Rồi, bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Tới giờ là được 1 năm 4 tháng. Đã có tin vui gì chưa? Dạ, chưa. Thì sau khi về ở chung, anh ấy có tật xấu gì không? Trời, nhiều lắm anh. Anh này anh nhậu dữ lắm. Hồi xưa lúc mà trước khi cưới em hỏi là ủa anh uống dữ lại về mai mốt có uống không? Không, em yên tâm đi. Anh không phải là giống như người khác là suốt ngày sáng say chiều xỉn. Đúng, anh về anh giữ lời hứa với em. Sáng anh tỉnh, tối anh mới xỉn thôi. 1 tháng 30 ngày thì anh hết 28 ngày anh xỉn rồi, anh chừa lại 2 ngày là thứ bảy chủ nhật đó. Trời đất ơi. Anh có một cái tật vô tâm lắm. Em nhớ là có một cái lần, tại vì lúc sinh nhật ảnh là điện thoại của ảnh bị hư nên là em quyết định em mua điện thoại cho ảnh. Thì em mua trước là cũng được 4-5 ngày á, xong em nghĩ tới sinh nhật là em sẽ tặng bình thường đưa cho ảnh thôi.
Nhưng mà cái tối hôm trước cái hôm sinh nhật á là anh với ba cãi nhau, anh buồn lắm, ra dắt cái xe mở xe đổ xong ông đừng có khóc ngon lành giống nít vậy á. Kem mới thấy không tội quá, kem nghĩ là em làm cái gì đó cho anh vui, tại vì gấp quá em không có mua được gì hết, em mua bong bóng với lại nến với lại bánh chocopai rồi đó. Em về em thổi bong bóng xong rồi em sắp nến được khắp phòng vậy á, xong em xếp cái bóng cái bóc cái bánh chocopai ra em xếp thành cái bánh sinh nhật, em cắm nến lên. Xong rồi ảnh thì ảnh nhậu xịn quá, cái ảnh ngủ rồi. Tới 12 giờ em đốt nến đốt đồ vô, xong rồi em chạy qua phòng anh, em kêu là anh trời ơi phòng có con rắn kìa, anh chạy qua anh coi đi. Không, ngủ, nằm ngủ, lôi kéo hay là bất cứ cái gì cũng không dậy hết. Bất tỉnh luôn à? Không phải, ảnh dậy nhưng mà giống như kiểu là ảnh đang buồn trong người á, nên là ảnh chỉ suy nghĩ là bây giờ ảnh buồn thôi, anh không cần biết em nói là anh qua đây đi, em có cái bất ngờ này cho anh. Cũng không dậy luôn, nằm yên vậy. Trời ơi, xong rồi cái em về phòng em ngồi im trong phòng, nến đồ bóng bay đồ, em để im như vậy luôn. Ừ. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Cái tật ông rất là thích con nít. Lúc mà cưới về em bị cái đau dạ dày á, nên là em ăn đồ ăn vô em hay bị ói ra, ông kêu wow hôm nay có bầu rồi hả. Em có một sự một cái bài báo ở trên mạng á, viết là nếu mà mình hút thuốc với lại uống rượu bia nhiều là nó sẽ ảnh hưởng tới tinh trùng á. Anh trời, anh đọc xong anh sợ lắm, anh sợ xong cái anh bỏ thuốc, anh bỏ nhưng mà bỏ chắc đâu được 6 ngày á cái anh hút lại. Vậy là không có kiên trì. Thích con nít mà thích hút thuốc, thích uống rượu nữa thì con nít nó không thích. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ. À, giờ em có tật xấu gì không? Giờ em thì có nhiều tật xấu chứ. Lười biếng nè. Làm biếng là không chịu làm việc nhà đó đúng không? Dạ, nhiều khi bắt em làm việc nhà nữa cơ. Rồi nấu ăn được không? Nấu ăn dở lắm. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Nấu chính vẫn là em, mà lại hay quên. Có lần đi vô rạy phụ mẹ, xong cái tháo cái nhẫn cưới ra, cái để trên cái điện thoại, lát mấy đứa em nó phá, nó làm mất tiêu. Mất luôn cái nhẫn cưới. Xong cái vô tình em lại lụm được. Cho em bào chữa đi chứ đoạn này em ức quá. Nếu mà nói đáng chí là anh đáng chí hơn. Tại vì em quên đồ nhưng mà em toàn quên ở nhà em không à. Còn ảnh là bữa em nói rồi là đừng có la em nhiều, la nhiều là bị nghiệp báo, ảnh không có tin. Cái anh đi ăn sáng xong cái anh để quên cái điện thoại đó luôn, mà để quên xong tới chiều mới biết là mình mất cái điện thoại rồi. À. Còn cái việc nhà là em nhộn được có đúng một lần. Nhờ em khui thì mới phát hiện ra thêm. Dạ. Có cái tật xấu là đổ thừa. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mong muốn chồng thay đổi cái gì? Chị mong muốn là chồng em bớt vô tâm hơn, với lại thay đổi cái cách suy nghĩ á. Ừ, cưới về thì những cái chuyện mà giống như chuyện vui hay là chuyện gì đó mình không có cần thiết là phải lãng mạn hay là phải này kia kia nọ á, thì nên thay đổi cho tâm hồn nó trẻ một xíu. Nói chung là bớt mọi thứ đi, bớt vô tâm lại. Có bớt thương vợ luôn không? Còn cái thì sao? Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em cũng mong muốn là vợ thì siêng năng hơn, biết nghe lời chồng là tốt rồi. Em thì rất là nghe lời ảnh. Có một cái là mỗi lần mà cãi nhau lên là em chuyên gia làm ngược lại cái lý ý của ảnh. Là ví dụ như anh muốn em rửa chén em sẽ đi quét nhà đó, vậy mà kiểu nghe lời gì bảo ý là lúc cãi nhau sai cái đó lại. Là còn con nít đó, hiện giờ là hai bạn này là cái tôi vẫn còn dữ dội lắm nè, chưa có chịu bớt cái tôi của mình đi để mà hòa nhập lại với nhau. Bây giờ các bạn bắt đầu mới thực sự là yêu nhau qua một cái sự cảm động trong cái chuyện mà cái cú sốc làm ăn mà mất tiền đó đúng không nè. Yeah. Thì bây giờ mới là cái thời điểm các bạn đang tìm hiểu nhau một cách thực sự, cho nên cố gắng tìm hiểu và tìm tòi những cái ưu điểm của nhau và những cái khuyết điểm thì các bạn cứ tưởng tượng đi, đừng có nghĩ là đã là vợ chồng rồi, mà hiện giờ hai người này đang tìm hiểu nhau, đang yêu nhau đó, để các bạn cố gắng là đừng có tạo ra nhiều những cái mà hiểu lầm. Muốn bớt cái tôi của mình lại thì phải dành nhiều buổi tối cho nhau đó ha. Dạ. Thì em bé sẽ xuất hiện. Yeah. Cảm ơn hai đứa nha. Yeah. Cũng cái duyên đăng ký gói tin nhắn là 100, tin nhắn có 1,000 thôi nên cũng dư quá nhiều. Thôi mình cứ nhắn tin với nhau đi, mà nhắn qua nhắn lại thì thấy hợp nhau. Sao đúng không, khoảng 15-20 phút rồi đó. Ở dưới quê mà chị, đối diện đồng ruộng, mũi nó cũng chích. Chắc xong bữa sau có bị sốt xuất huyết không? Đó, em đang định hỏi luôn. Nó say máu mình, còn mình thì đang say đúng không? Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe tiếp một câu chuyện thứ hai của cặp vợ chồng tiếp theo này. Và mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Giống như Quyền. Xin chào hai em. Dạ, em chào
Trời ơi, mới bước ra tưởng diễn viên Kim Huyền không à. Ờ vậy hả? Em biết Kim Huyền không? Cái chị nhỏ nhỏ con. Đúng rồi, nhỏ nhỏ đó, nhỏ nhỏ đó. Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Đỗ Thuận. Em tên là Huỳnh Thế Hiển, em đang kinh doanh và phát triển thương hiệu gạo. Rất vui được đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Và đây là Hiển của em. Thế là Hiển ở đâu? Dạ, bên em ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Hiển nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi. Thôi con mời em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Huyền Trân, năm nay 28 tuổi. Hiện tại em đang là luật sư tư vấn về doanh nghiệp. Cái cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau? Tụi em gặp nhau năm lớp 11. Mà thật ra là cũng không có gặp nhau, mà lúc đó là em thì em học A1, bạn học A4, tức là tụi em học chung trường cấp 3. Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tỉnh? Dạ, tụi em ở Gò Công, Tiền Giang luôn á. Dạ, em với bạn có một cái bạn chung. Hiển thì chủ đích là muốn nhắn tin cho cái bạn đó. Hồi xưa cũng là cà rốt năm cấp 2, nhưng mà không có quen nên là lên cấp 3 thì mới liên lạc lại. Hồi đó thì điện thoại di động nó cũng chưa có phổ biến á. Tụi em cũng mới xài, và Hiển nhắn tin cho em là: "Bê ơi, Hiển nè, có khỏe không?" Là Trân ơi, Hiển nè, đúng không? Lúc đó em nghĩ là như vậy. Thì lúc... cũng tên là đồ chữ chữ cái tên là T luôn. Dạ, đúng rồi, lúc đó em nghĩ là bạn bạn Thảo. Dạ, đúng rồi. Bạn Thảo là bạn của bạn Trân. Dạ. Ủa, nhưng mà là Hiển cũng mất... có số của bạn này luôn. Dạ, không, mất liên lạc của với đúng bạn rồi, Thảo bạn nhờ qua điện thoại của bạn Trân. Còn em thì em tưởng bằng này là bạn Hải lớp em, cho nên là hai đứa nhắn tin qua lại. Thì hôm sau bạn hỏi là: "Hôm nay có đi học không Tê? Dạo này sao rồi?" Cái em mới thấy là: "Ủa, sao có gì đó sai sai, học chung lớp với em thì tại sao lại hỏi là có đi học không, mà còn hỏi là dạo này sao nữa?" Cái em mới nói là: "Ủa vậy Hát là ai vậy?" Cái bạn này nói là: "Ủa, Hiển nè." Hiển nè. Thôi. Ồ. Sau khi phát hiện là nhắn lộn tin rồi sao nè? Dạ thì lúc đó nghĩ là thôi cũng cái duyên, đăng ký gói tin nhắn là 100, tin nhắn có 1000 thôi nên cũng dư quá nhiều. Thôi mình cứ nhắn tin với nhau đi, mà nhắn qua nhắn lại thì thấy hợp nhau. Nhóm lại là do tiết kiệm, xả uổng. Uổng, hết 100 tin nhắn. Dạ. Nhắn xả vàng luôn, ai ngờ dính luôn. Ai ngờ dính luôn. Sau đó thì bao lâu thì mấy đứa mới chính thức là quen hẹn nhau. Hẹn hò nhau lần đầu tiên á? Tụi em quen thì cũng lâu, mà thời gian hẹn hò chính thức á, xác định chắc ngày hôm ngày sinh nhật của Trân. Hôm đó thì em có ra ngoài nhà Trân, cũng trời mưa tối phập phùng, em thì cũng có chuẩn bị tạo bất ngờ cho Trân. Thằng bạn em nó chở em đi từ nhà em ra nhà Trân cách khoảng 5 km thôi. Hôm đó là ở ngoài em là ngoài đồng trống á, cũng vắng vẻ lắm mà cũng sợ ba mẹ em phát hiện. Cho nên là anh bắt cái thằng đó ở nút cái lùm tút đằng xa, còn ảnh đi bộ vô. Xong hai đứa em tặng quà thì em cũng có chuẩn bị là cầm dây chuyền, xong cầm dây chuyền nhỏ là trao qua cổ, xong rồi em hôn Trân. Cái tuổi đó mà sao ông giàu dữ vậy? Là dây chuyền bằng bạc thôi. Ủa, lúc đó là tụi em là học lớp mấy rồi? Lớp 12. Dạ, lớp 2. Mới 12 mà sao giàu quá vậy? Dây chuyền bạc cơ mà. Thôi nhưng mà dây chuyền bạc mất tiền nhiều lắm á. Đúng là cái tư tưởng của ảnh nó cũng đúng là kiểu dân kinh doanh luôn á. Ảnh không nghĩ là tặng mấy cái nhỏ nhỏ, mà ảnh nghĩ là một phát là phải cướp được nụ hôn đầu đời của em. Tại vì bạc đó nó mới xứng tầm với cái nụ hôn đầu đời khi mà ảnh đi cướp của người ta. Ăn khế trả vàng đó. Dạ đúng rồi. Rồi sao? Được không? Cũng được. Trao nụ hôn khoảng 15-20 phút rồi đó. Ở dưới quê mà chị, nói chuyện đầm ruộng, mũi nó cũng chích. Mà thằng bạn em á thì nó nằm trong lùm, núp trong lùm á, nó chờ. Xong em hôn xong em về xong nó chửi em quá thì chửi luôn. Nó chắc xong bữa sau có bị sốt xuất huyết không? Đó, em đang định hỏi luôn. Nó say máu mình, còn mình thì đang say nụ hôn. Mình say nhau, nhưng mà tội nhất là bạn á. Dạ đúng, dạ, đúng rồi. Chắc về mặt phim ảnh á, thì hơi lãng mạn đúng không? Nụ hôn đầu đời ở cái chỗ đồng không mông quạnh mũi mồng ngay phới luôn á, nhái đồ rồi. Dạ, chó sủa đồ. Tụi em đứng đó chó sủa dữ lắm. Tính tới luôn đi. Dạ. Tính từ cái nụ hôn đầu tiên là hai đứa chính thức quen nhau, hỏi đến bao lâu thì mấy đứa mới cưới? Tụi em có một lời hẹn 10 năm. Wow. Ủa tại sao lại tới 10 năm dữ vậy? Tụi em định hình là phải trở thành một người có công ăn việc làm tốt, rồi có thu nhập thì mới kết hôn. Và em rất là mong muốn là có một cái đám cưới thật là hoành tráng lung linh như ý. Và phải bằng tiền của mình, cho nên là phải có một cái thời gian để chuẩn bị cái điều đó. Vậy anh đoán nha, chắc tụi em cũng mới cưới thôi đúng không? Dạ, tụi em cưới cuối năm 2020. Như vậy là các bạn quen nhau là lúc đó các bạn 17 tuổi. 17 tuổi, hẹn nhau 10 năm mới cưới. Dạ, tức là đến 27 tuổi các bạn mới đám cưới. Dạ đúng rồi. Như vậy các bạn chịu không nổi, các bạn đã cưới sớm 1 năm. Dạ đúng rồi, đúng tại không? Vì quen á là quen đầu năm 2020. Ông tính dữ vậy, đúng rồi. Đã quen nhau 9-10 năm thôi cũng được rồi. Dạ. Coi như trong suốt cái thời gian mà hai đứa quen nhau là gần
9 năm rưỡi á, cứ êm đềm vậy hay có sóng gió gì không? Đó. Có kẻ thứ ba nhảy vô nhảy ra không? Kẻ thứ ba thì không bao giờ có. Nói chung là có gặp khó khăn gì không? Đó. Nếu mà khó khăn thì có. Dạ, khó khăn thì có lẽ là thời điểm mà sau khi tốt nghiệp của Trân và em thì chỉ tốt nghiệp khoảng 1 năm vì em nợ bằng anh Văn. Trong quá trình đó thì vợ chồng em cũng có hay xảy ra cơ bản là xích mích về buồn vui về việc Trân đi làm, Trân tiếp xúc với mọi người. Em thì ghen không, em không ghen, em thì lại là vui chơi nhiều hơn. Em chỉ học anh Giang thôi. Thời điểm học anh Giang có 2-3 ngày, thời gian còn lại thì hầu như là em đi chơi. Đi vui chơi. Đúng rồi, đi vui chơi. Ham chơi. Dạ đúng, hơi ham chơi. Khúc cuối tốt nghiệp đại học thì Trân nhìn đi nhìn lại các bạn bè xung quanh ra trường có tiền, trong khi đó em hơi bị èn cái khúc đó. Trân có động viên, có chia sẻ với em là không có bằng tốt nghiệp thì vẫn đi có thể đi xin việc được. Hồi xưa em cứ nghĩ là có bằng tốt nghiệp mới đi xin việc được. Thì bảng điểm đã đầy đủ hết rồi, nhưng mà chỉ thiếu bằng anh Văn. Nhờ Trân động viên thì em nộp CV, Trân viết CV cho em nộp CV lên một công ty. Thì cũng cơ may mắn là cơ duyên là có thể là năng lực cũng cơ bản bản thân thì nộp CV với CV công ty ban đầu phỏng vấn thì em đậu luôn. Dạ em chiếm gió CV nhiều. Bên công ty làm đẹp em cũng đã tự tin rồi, tự tin cơ bản rồi, nhưng mà chưa hài lòng với công ty đó. Thì mong ước của em là tìm một công ty nào đó liên quan tới ngành lương thực thực phẩm để em phải về phát triển chung của gia đình em. Thì 1-2 tháng làm mà bên kia có một công ty phỏng vấn đầu ngành của ngành gạo, em cũng đậu vào. Rồi bây giờ đã vô tới cái hôn nhân nè. Có nghĩa là ở ngoài ra cái quen nhau 10 năm nè, ở bên nhau là 4 năm, 5 năm, 2 năm là coi như là vợ chồng với nhau. Bao nhiêu tật xấu nó có lòi ra hết không em? Dạ thì thật ra em với ảnh thì ở chung nên em cũng chấp nhận được hết mấy tật xấu của ảnh rồi. Thì từ từ tụi em sửa với nhau, góp ý với nhau. Mình vô thẳng luôn đi em. Nó là không bị vô thẳng vô luôn. Không có những tật xấu gì, tật xấu bị bộ không? Rồi có nhậu nhẹt không? Có mê game không? Tính đi ăn vặt vô địch luôn á. Vậy hả? Ví dụ nào? Ăn vặt dễ thương mà, chị cũng ăn vặt mà. Không, dạ, nhưng mà nó ảnh hưởng tới mình chị. Ví dụ như ảnh đi đá banh về khoảng 8-9 giờ á, là ảnh sẽ xách bánh kem, đậu hũ, bánh tráng trộn, cháo ớt gì đó. Rồi bắt đầu ảnh gọi năn nỉ là em ăn với anh đi, anh buồn quá. Xong kéo đầu là mình thì có lúc mình cũng giảm cân mà ảnh cứ vậy đó. Tức là gì nè, nếu mà ăn một mình không nói, nếu mà cuối cùng em có ăn không? Ăn sao mà ăn? Không đặng. Vậy em dụ chị thử chị ăn không? Thôi, em chỉ để chị dụ em có ăn cũng ăn à. Rồi bây giờ còn tật gì nữa nào? Chưa có con, rồi buổi tối về thì cũng không làm gì. Nên là đôi khi ảnh cũng có thích đi chơi với bạn. Thì ảnh nghĩ chuyện đó rất là bình thường. Ảnh không bao giờ ngăn cản em đi chơi và cũng không có bao giờ hỏi em mấy giờ về hết. Ảnh cũng nghĩ là chuyện đó rất là đương nhiên. Hai đứa chưa có con à? Dạ chưa, tụi em chuẩn bị có con. Chuẩn bị có con. Mong muốn thay đổi luôn đi. Bây giờ sẵn vậy vợ mong muốn chồng thay đổi điều gì đó hoàn hảo hơn? Dạ, so với anh của 10 năm trước thì mọi thứ nó đã đi theo cái hướng mà em mong muốn. Tất cả những cái kế hoạch mình mơ ước thì nó đều đã thành sự thật hết rồi. Bây giờ thì mình biết tiếp chương tiếp theo 10 năm nữa thì sẽ có những cái vai trò mới làm cha làm mẹ. Em hy vọng là anh sẽ nỗ lực nhiều hơn vì gia đình của mình và để tâm nhiều hơn tới cảm xúc của em. Có đôi khi là nếu mà em trở thành mẹ thì có thể là cảm xúc của em nó sẽ vượt tầm kiểm soát của em vì có những áp lực, có những cái sự thay đổi về bên trong cơ thể. Thì anh hãy hiểu và quan tâm đến em hơn. Nói trước đó nữa, đừng vô tâm nữa đó. Rồi bây giờ tới Hiển đó. Vợ em thì nếu có tật xấu thì em nghĩ là chứng bệnh hoàn hảo của anh. Vợ em cũng lên kế hoạch, thí dụ có đi đâu làm gì phải lên kế hoạch từ chi tiết. Nếu mà quá tốt, cái gì nó không đạt như kế hoạch thì vợ em buồn, mà tự em buồn. Không có đưa ra giải pháp khác à? Luật sư mà em lên kế hoạch hết trơn rồi, chi tiết nhưng mà vẫn buồn, nên nó bớt đi sự hoàn hảo đi một tí. Bớt hoàn hảo đi thôi. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Đúng rồi, hoàn hảo. Em thấy mọi thứ không hoàn hảo thì em tự buồn vậy đó. Chứ thực ra thì nó cũng có gì để đáng buồn đâu. Thật ra nó như thế là tốt hơn so với bình thường. Dạ. Bây giờ mong muốn cái gì? Dạ mong muốn thì vợ em bớt đi sự hoàn hảo tí thôi. Bớt đi cái sự hoàn hảo xí thôi. Rồi bây giờ hôm nay nhân sự kiện mà đến với chương trình Vợ Chồng Son, Hiển có cái điều gì muốn nói với vợ hay không? Em cũng biết rồi. Trong khoảng cái thời gian qua thì từ ngày lấy em thì anh cũng đã cơ bản là về mặt kinh doanh, mặt tài chính thì anh cũng cố gắng sắp xếp để hỗ trợ cho gia đình chúng ta sau này. Mong là hai vợ chồng mình cùng nhau cố gắng. Dạ. Giơ tay ra. Trời ơi. Thôi thiệt rồi. Đã đến lúc rồi, các em cần phải có thêm một thành viên mới trong gia đình. Dạ. Anh chúc cho hai vợ chồng nghe. Sau chương trình này về sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa, sẽ thương nhau nhiều hơn nữa, và đặc biệt rằng là
trong vài tháng sau là các em sẽ nhận được một tin vui từ bác sĩ. Và qua năm sau, năm Mẹo, các em sẽ chào đón một thành viên mới thật là tuyệt vời, khỏe mạnh. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn chị. Rồi, xin chào. Chúc hai đứa tội nguyện nha. Và em vào Facebook của Oscar thì em thấy cái hình nền á là hình ảnh đang làm xe lăn cho những cái đứa chó mèo bị liệt. Thì lúc đó em mới kêu, vậy là cái người này là cái người tốt nè. Ai cũng nghĩ là tại sao con lại đồng ý làm bạn gái của Oscar chỉ sau 24 tiếng đồng hồ. Sao mà nó nhanh như vậy, có phải là hời hợt hay không? Thật ra không phải vậy, mà là con đã đi tìm kiếm người bạn đời trong 5-6 năm đó rồi. Và con biết là Oscar là đúng người. Con ngủ chung với mấy bạn này mà quên vợ luôn không? Thật ra là tối con với ảnh ngủ chung với mấy con này, mỗi đứa một con. Tạm anh đang đi ôm chó vậy hả? Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Wow, xin mời. Xin chào, xin chào. Wow, trời ơi. Bây giờ trước khi giới thiệu tên của hai vợ chồng thì giới thiệu tên của hai bạn nhỏ này trước đi. Bé này tên là bé Na. Bé Na. Còn bé này tên là bé Thỏ. Nhìn cái xe này cái tôi bị nhói tim á hả? Em ơi, tại sao lại là có những cái bánh xe gắn cho các bạn nha? Tại vì mấy bạn này là bị khuyết tật á, không có xe lăn mấy bạn không có di chuyển được. Nên là chồng em làm xe cho mấy bạn này đi. Chồng em là người nước nào? Dạ, người Colombia. Vietnamese. Xíu xíu. Bây giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em có thể nói về mình bằng tiếng Việt được không? Xin chào các bạn, xin chào Quốc Thuận. Em chị Hồng Vân. Hồng Vân. How are you? 45. What's your name? Oscar Fernando Ruiz Bonilla. Oscar Fernando. Rồi, em. Xin chào cô Hồng Vân và xin chào anh Quốc Thuận. Con tên là Thư. Hiện tại con đang là bác sĩ đa khoa. Năm nay Thư con được 30 tuổi. Con không có làm trong bệnh viện mà là con làm ở phòng khám tâm lý tư nhân. Và thời gian ngoài đó thì con sẽ cùng với anh Oscar để làm xe lăn cho chó mèo, với lại phiên dịch cho ảnh để ảnh kết nối với những cái người Việt Nam làm thêm nhiều xe lăn cho mấy bé chó mèo bị liệt. Có nghĩa là ảnh chuyên về cái ảnh chăm sóc cho mấy bé này. Dạ đúng rồi, chồng con là hồi xưa khi mà ảnh đến Việt Nam thì là ảnh có một cái nhà hàng ở bên Thảo Điền quận 2. Thời điểm đó là ảnh có cứu hai em bé cuốn bị liệt và ảnh bắt đầu nghiên cứu làm xe lăn cho mấy bé đó đi. Thì sau này là có nhiều người biết tới á, nên là khi mà ảnh gặp con thì con hỏi ảnh là bây giờ công việc nào làm ảnh hạnh phúc hơn á, thì ảnh thích làm xe lăn hơn nên con là người ủng hộ ảnh để thay đổi cái công việc. Trước tiên anh xin bày tỏ một cái sự ngưỡng mộ đến với Oscar. Đây là một việc làm rất là tốt dành cho các bạn thú cưng. Và anh rất là cảm động, với cái việc làm của Oscar. Nhưng mà ảnh bây giờ còn làm nhà hàng không em? Dạ không, nhà hàng em đã kêu ảnh đóng cửa lâu rồi. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện chính của chương trình. Đó là anh không biết rằng là em và Oscar là hai người gặp nhau. Cái cơ duyên là các bạn gặp nhau. Điều gì mà khiến cho các bạn lại cảm mến nhau? Thật ra là em gặp Oscar cũng là vì tụi em yêu chó mèo nên mới gặp nhau. Trước đây em có hai bé cuốn và tụi em sống ở một cái tòa nhà. Thì sau một thời gian thì tòa nhà đó là không có cho chó mèo ở nữa, nên là phải di dời đi gấp. Thì lúc đó em rất yêu hai đứa nhỏ của em nên là em không có muốn là bỏ nó. Dạ không phải hai đứa nhà, hai đứa nó quậy quá em không cầm theo. Còn hai bạn này là em với anh Oscar cùng nhận nuôi sau này. Thì em lên cái hội yêu chó mèo, em đăng một cái bài là cần kiếm một cái nơi cho những cái em chó mèo của tôi ở. Ưu tiên là phải thân thiện với chó mèo tôi mới ở. Thì lúc đó Oscar là đang ở cái nhà đang kiếm người thuê. Oscar là người nhắn tin cho em để giới thiệu là Oscar có một cái căn phòng cho thuê trong cái nhà đó. Thì cái nhà đó là một cái villa trong một khu dân cư rất là yêu chó mèo. Thật ra lúc đầu Oscar nhắn em không có mở tin nhắn lên, tại em thấy cái hình avatar mà còn là người lạ. Thì em tưởng là mấy người biến thái ở trên mạng hay nhắn tin rồi làm quen con gái nên em không có trả lời. Thế giờ không biết sao thì
sau một ngày thì em mới suy nghĩ lại là thôi mình cứ mở ra coi là cái gì. Thì lúc đó em mở ra em mới biết là Oscar là người đi kiếm người cho thuê nhà. Và em vào Facebook của Oscar thì em thấy cái hình nền á là hình ảnh đang làm xe lăn cho những cái đứa chó mèo bị liệt. Thì lúc đó em mới kêu vậy là cái người này là cái người tốt nè. Em mới đồng ý gặp. Rồi lần đầu tiên gặp Oscar ngoài đời, ấn tượng gì về chàng trai này không? Lần đầu tiên em gặp Oscar là gặp ở quán ăn chay. Tại thời điểm đó là em đang ăn chay trường. Bây giờ cái quán đó vẫn còn là quán yêu thích của hai đứa. Ấn tượng đầu tiên của Oscar là ảnh đi trễ vì ảnh phải chở một chó đi bệnh viện. Ảnh tới ảnh xin lỗi mình rối rít là xin lỗi nha, tại con đó nó bị gãy chân rồi, bây giờ không chở nó đi là nó chết, nên là phải chở đi. Thế là mình thấy không có giận vì người ta tới trễ, mà mình nghĩ là à vậy là cái người này thật sự là người ta rất là yêu thương động vật nên người ta mới làm vậy. Nên ấn tượng của con rất là tốt. Rất là tốt Oscar. Đúng không? Còn Oscar thì sao? Well, so one of my friend told me that one beautiful lady was looking for a place to live because she has problem with her animals. She has two dogs before she met me, and she was looking for a dog-friendly place to live. So when I check her Facebook, because of course I had to check it out, who is going to live in the house that I was in charge. So I check her profile on Facebook, and I said, interested. She's a beautiful dog lover. Yeah, and if it's dog lover, it's a good person, of course, to come to live in my house. And when I saw her in the first time, she smiled with a big and beautiful smile, and I was like, wow, yes, it's so pretty. Oh, it's so pretty. Yes. Pretty. Yeah. Yes. Bao lâu thì anh mới tỏ tình với Thư? Anh tỏ tình với em sau 24 tiếng đồng hồ. Anh tỏ tình với em sau 24 tiếng đồng hồ. Thưa con thì sao? Trước khi con gặp Oscar là trong một thời gian dài 5-6 năm gì đó là con không có hề có bạn trai chính thức. Ai cũng nghĩ là tại sao con lại đồng ý làm bạn gái của Oscar chỉ sau 24 tiếng đồng hồ. Sao mà nó nhanh như vậy, có phải là hời hợt hay không? Thật ra không phải vậy, mà là con đã đi tìm kiếm người bạn đời trong 5-6 năm đó rồi. Và con biết là Oscar là đúng người. Tại vì trong 5-6 năm đó thì em gặp gỡ nhiều chàng trai khác nhau. Và em không có đồng ý làm bạn gái của anh chàng nào hết. Vì em nghĩ là họ không phù hợp. Thì cho tới trước khi gặp Oscar một tháng là em đã biết được là mình cần một người như thế nào. Thế là em viết lên một cái bảng là người đàn ông mơ ước của tôi sẽ gồm 3 điều sau. Thứ nhất là phải rất yêu thương chó mèo và yêu nó giống như là tôi yêu nó vậy đó. Cái thứ hai là phải là người rất tốt bụng. Và cái thứ ba là phải là người hài hước. Sau đúng một tháng đó là Oscar xuất hiện. Là em về em lật cái bảng đó ra coi là thấy đúng 3 điều. Y chang luôn. Cái giai đoạn đó là cách đây bao lâu rồi hả Thư? Cách đây hồi năm 2019, trước khi dịch Covid xảy ra. Rồi. Đến khi dịch thì chắc chắn là các bạn có những cái khó khăn gì không? Dạ có chứ. Thời điểm đó là thì những khó khăn về tài chính rất là lớn. Lúc đó là cũng không có thu nhập. Có một mình con đi làm thôi. Con lo hết cho cả nhà luôn. Nuôi mấy đứa này đầy đủ hết luôn. Thì tốn kém lắm đúng đó. Rồi và lúc đó là ảnh đóng cửa nhà hàng là ảnh có thiếu nợ nữa. Thì ảnh không có nói với con là ảnh thiếu người ta, tại con thấy ảnh buồn. Cái mình hỏi là cái gì vậy, sao mắc gì buồn? Cái ảnh mới nói là tại bạn Oscar kêu là Oscar gửi gửi tiền cho bạn đó, nhưng mà Oscar chưa có gửi, để vài bữa Oscar gửi. Lúc đó thì con cũng có một cái số tiền để dành. Thì lúc đó là con lấy hết cái tiền để dành đó ra, đưa cho bạn ảnh để trả cái nợ đó cho ảnh. Mà nhớ là hồi đó có 30 mấy triệu à. Thì giống như là mình đầu tư có lời á, hồi đó mình đầu tư 30 mấy triệu, nhưng mà bây giờ tiền của ảnh là mình giữ hết. Nghĩ là quá lời rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ đã là ở với nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ là gần 3 năm, từ năm 2019 tới giờ. Vậy thì 3 năm ở với nhau thì Oscar có những cái tật xấu gì không? Cái tật xấu của ảnh á là ảnh rất là ai xì hơi luôn á, cứ mỗi lần ảnh xì hơi ảnh đổ thừa mấy con chó không à. It's not true. Vậy là cái tật đổ thừa. Đổ tội, đổ thừa. Đổ thừa. Đó. Rồi gì nữa? Tối con ngủ chung với mấy bạn này mà quên vợ luôn không? Thật ra là tối con với ảnh ngủ chung với mấy con này, mỗi đứa một con. Tại mà anh đang đi ôm chó vậy hả? Đúng rồi. Chà, không ôm nhau luôn. Lâu lâu là
có ôm nhau thì mỗi lần hai đứa ôm nhau là mấy con này nó nhảy cây dựng dựng lên, nó không cho ôm, nó cứ chen vô chính giữa em, nó không cho ôm. Không biết là tính ở nhà có bừa bộn, có ở dơ hay là có gì không? Ảnh rất kỹ tính. Thí dụ nè. À, ảnh kỹ tính, anh rất ngăn nắp. Ảnh muốn là nhà ông nào cũng phải thơm, tại ảnh sợ là lỡ hàng xóm đi ngang qua nhà mình mà nghe mùi chó mèo người ta không thích, nên là một cái nhà mà tới bốn cái máy xông tinh dầu từ trên xuống dưới, cây lau nhà riêng, rồi cây lau cho mấy đứa này là riêng. Wow. Rồi nhà tới bốn cái máy giặt lận. Một cái là để giặt đồ cho con với ảnh, rồi một ba cái còn lại là giặt đồ cho mấy đứa này chia ra để không có dơ đó. Kỹ lắm, đồ là phải ngăn nắp, cái ra giường là phải, cái ra này là phải đi với cái gối này, đồ quần áo là phải thơm. Không, vậy là cái kỹ đó là tốt chứ không có xấu miếng nào. Rồi. Ừ, có ghen không? Quá có ghen không? Bây giờ hỏi có ghen không? Đó. Đẹp ghen, có ghen không? Oscar có chế lời xong, ảnh nói với con là ảnh không có ghen, mà thiệt là lâu lâu mình đi chơi thì thấy ảnh gọi, ảnh hỏi thăm vậy thôi chứ cũng không có ghen. I am jealous, I think, but I can control. And also because Joy is a very serious person, I think she never gave me any reason to be jealous that way. Mm. It's easy for me to control that thing. Thật ra là con cũng không có làm gì cho ảnh ghen hết trơn. Có mấy lần là đi ra ngoài chơi với bạn hoặc là đi quán bar với bạn thì mình cũng mặc đồ đẹp thì ổng cũng chọc, ổng nói là trời sao mà mặc gì mà đẹp như vậy. Đừng có uống bia hay uống cái gì ai mời đó nghe. Thì ảnh chỉ nói vậy thôi. Rồi thì con đi tới đâu cũng gọi video về cho ổng coi mặt, nên cũng không có gì ghen. Con thì sao, con hỏi anh đi, em có cái điều gì làm anh chưa vừa lòng không? Bobby, do I have anything that make you don't feel okay, like you want me to change? Just a little or one small detail is sometimes I just think that you can take care of home a little bit more, a little bit better. I mean, like supervise what the maids do. But I understand that she is busy. She is always busy. She is my right hand. She has to do many things. She has to handle many, many activities. So that's why I think I can still be okay with that small situation. That is the only thing that maybe I want to change. But actually, I think everything what she represents is very good for me. Rồi, còn Thư thì Thư thôi. Mong muốn anh thay đổi điều gì? Oscar hả? Con cũng thấy Oscar vậy được rồi. Không muốn thay đổi gì hả? Tại vì giờ con thấy con sướng rồi. Thật ra Oscar rất là chiều, muốn làm gì Oscar cũng cho làm hết trơn. Muốn đi đâu chơi cái nói Oscar, cái Oscar lấy xe chở đi. Con muốn gửi tiền về cho nhà con á, cái Oscar kêu gửi lẹ đi, muốn gửi nhiều gửi thêm đi, gửi ít quá. Rồi con là người ít mua quần áo tại không có thích xài tiền, tiếc tiền. Mà Oscar là người thúc đi mua, kêu rủ bạn đi mua đi lựa đồ cho bà mặc đi cho nó đẹp. Nên là giống như giờ gì cũng có chứ, nên cũng không biết không là muốn. Đổi. Thật ra hai vợ chồng không ai mong muốn người bạn đời mình thay đổi gì hết. Dạ. Cứ giữ nguyên vậy đi. Dạ. Nhưng mà anh thì anh mong muốn rằng là tất cả cái thời gian sắp tới mọi thứ nó sẽ thuận lợi. Dạ. Thứ nhất là trong công việc của hai vợ chồng sẽ ngày càng tốt hơn. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn anh. Rồi. Đã làm phim gì rồi? Đó là Bố Già Web Drama. Ồ, vậy hả? Cô dính không? Dạ dễ, dạ dễ. Cứ như là xong cái buổi tối vào đó là coi như là chính thức quen nhau rồi. Đưa 6.000 mà em thấy hồi hộp quá, sao cái này có 6.000 không lẽ nó rẻ vậy hả? Cái em cũng lấy luôn mà tài xong cái 3 tháng sau cái báo tin luôn. Rồi lủng luôn. Dạ. Thầy và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục theo dõi một câu chuyện tình yêu hôn nhân của cặp vợ chồng số 2. Rồi, xin chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Bích Đông Nghi, năm nay 24 tuổi, hiện đang làm nail ạ. Ê, Đông Nghi ở quận mấy? Dạ, quận 9 ạ. Rồi, mời em. Dạ, em là Đinh Quyết Chí, năm nay em 26 tuổi và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Và em làm âm thanh tiền kỳ và hậu kỳ. Có làm sao chắc không? Dạ, dạ, sao men. À, nhưng mà là em đã từng làm những cái sản phẩm phim ảnh gì rồi? À, YouTube rồi điện ảnh. Đã làm phim gì rồi? Đó là Bố Già Web Drama. Ồ, vậy hả? Như vậy là chắc có lẽ là các bạn gặp nhau trong một cái môi trường nó có liên quan tới nghệ thuật. Dạ không ạ. Hai đứa quen nhau sao nè? Ngày xưa em có chơi với lại chị họ của anh Chí, rồi chị họ dắt qua nhà thì em gặp được ảnh.
Ấn tượng đầu tiên của em về Chí là như thế nào? Không có ấn tượng gì hết ha, không có ấn tượng gì hết ha. Tại vì lúc đó ảnh đang có người yêu. Có nghĩa là gặp người yêu ảnh ở trong nhà luôn hay dạ, sao? Dạ đúng rồi. Vô cảm luôn. Ôi, Chí chắc chắn gặp bé này cũng không ấn tượng luôn đúng không? Vô cảm luôn. Dạ. Tại vì có bộ rồi. Có lướt qua nhau mà không có để ý gì hết. Coi như mình đi qua mặt nhau chút xíu thôi. Nhưng mà thấy cô bé này cái nhan sắc cổ sao, có nhớ không? Dạ cũng không nhớ. Cái lúc mà em cua thì em cũng bị lộn người luôn á. Tao kể cho nghe coi sao. Lúc đó thì em với bạn gái em hồi còn đi học lớp 9 đó, nó còn nhỏ quá. Cái nó chia tay. Rồi bà chị mới hỏi chị có con bé bạn. Bây giờ đến với nhau đi. Em cũng chưa biết nữa. Xong cái em mới nhắn tin đó là cho anh làm quen. Chờ hoài mà không thấy trả lời. Tối bữa đó bé nó mới qua nhà chơi. Cái hai chị em ở trong phòng nói chuyện với nhau, em ngồi ở ngoài em nghe. Hồi trưa nay có thằng chó nào nó khùng khùng nó nhắn tin cho nghe vậy nè. Em giận quá cái em xách xe em đi chơi net. Ôi em chó sao này em không biết ông này đúng không? Dạ đúng rồi, không biết. Mà nhắn sao mà em quạo dữ vậy? Cho anh làm quen nha, mà em chưa trả lời nữa thì ảnh nhắn thêm tin. Nếu không được thì thôi khỏi trả lời. Cái em mới nói là tự nhiên người gì đâu mà kỳ cục, chưa trả lời anh đi nói vậy. Cái em mới qua em kể cho chị ảnh nghe. Xong cái mới xem số điện thoại, cái mới nói là đây là chồng của em á. Là nợ của Chí. Em có thấy là em bị hớ không? Dạ có hay hớ. Xong cái em mới thấy có lỗi á, kiểu mình chửi anh đó là chó vậy á. Cái em mới nhắn tin gọi điện mà không bắt máy. Chảnh. Ở Chí có nhận được tin không? Dạ có. Lúc đó thì hơi sốc quá cho nên là cũng không muốn trả lời cho lắm. Nhưng mà lúc đó chưa có bồ mà trả lời luôn. À lúc đó là chia tay bạn gái cũ. Dạ, rồi đúng dạ, không? Đúng rồi. Sao trả lời sao nè? Mấy xin lỗi quá trời. Thì lỡ rồi. Mà mình vẫn chưa biết mặt luôn nha. Nhưng mà bữa sau mình gặp rồi mình mới biết mặt, hết chết rồi lộn rồi. Nhưng mà lỡ rồi thôi theo luôn. Ủa lộn là sao? Có nghĩa là bạn của chị qua chơi rất là nhiều. Là em cứ tưởng là mấy cái bạn dạ, kia. Dạ, dạ đúng chứ rồi. Chứ nghĩ là bạn này. Dạ. Đúng không? Cuối cùng lòi ra là bả. Rồi sau đó là ai là chủ động coi như là hẹn hò đi chơi với nhau? Là ảnh á. Em cua là em muốn có bồ thật hay là em muốn kiểu mà giống như là trẻ trâu, muốn có bạn gái chơi cho vui thôi? Dạ thì lúc đó còn nhỏ quá. Bé này lớp 9 nhưng mà Chí là lớp 10 đúng không? Dạ. Cua dính không? Dạ dễ, dạ dễ. Coi như là xong cái buổi tối đó là coi như là chính thức quen nhau rồi. Trời đất ơi. Nhưng mà hai gia đình đồng lòng không? Gia đình cũng không có thích quen nhỏ quá. Cho nên là cũng đưa bạn này từ thành phố Hồ Chí Minh về tuốt với Củ Chi ở. Gặp nhau khó lắm, tuần gặp lần hay là hai tuần mới gặp lần. Tức là hốt bé này về tuốt với Củ Chi luôn, không muốn là cho hai đứa gặp nhau đó đúng không? Dạ. Nhưng mà em nhớ có một lần hơi bị liều lĩnh. Bé này xin ba mẹ là qua nhà bạn chơi ở dưới để đi sinh nhật. Xong rồi bữa đó là tối 11, 12 giờ nhà bé nó đóng cửa rồi. Xong cái giờ không biết phải ra làm như thế nào hết. Cái leo ra ban công, cái em dựng chống đứng xe lên, đứng lên xe rồi bé từ trên ban công thò giò xong đứng trên cái tay xong rồi bước xuống từ từ rồi đi chơi luôn. Trời ơi, nó quen nhau mà giống như Spiderman vậy chị. Romeo Juliet mà thời nay. Thương quá, rồi bữa đó có bị trật khớp tay không? Hên quá, bữa đó đứa nào cũng như con nhái cho nó nhẹ hòm. Rồi lúc mà đi về còn sao leo lên được? Không, đi Sài Gòn đi xuyên suốt luôn, đi hết xăng luôn. Xong rồi tới sáng rồi nhà của bạn của bé này dậy thì mới đi vô nhà thôi. Nhưng mà vô nhà có ba mẹ có biết không? Dạ không. Ai mở cửa? Dạ người nhà mở sẵn rồi, cái em lén vô. Trời lúc đó chắc chạy nhanh lắm. Bữa nay ông bà ba mẹ mới biết nè. Lúc đó Nghi có sợ không Nghi? Cũng không, tại vì anh này là quen với dòng họ của chị nữa nên là mình cũng yên tâm. Nhưng mà hai đứa nè, đi về đói bụng á, tiền đâu ăn nè, khát nước rồi tiền đâu mà uống nè. Nhịn hết đó chị, nhịn hết đó chị. Nhưng mà lúc đó là nắm tay nắm chân chưa? Dạ rồi, nắm tay thôi. Rồi ổng có tỏ tình, ổng nói những cái lời nó ngọt ngào không? Dạ không đâu. Vậy sao chấp nhận, sao chịu ổng? Thì cô không biết nữa. Rồi sao rồi cứ xuyên suốt vậy luôn, có trục trặc, có chia tay chia chân lần nào không? Dạ chia tay nhiều lắm, dài nhất chắc một năm. Lý do? Có liên quan tới bạn gái cũ. Kiểu đi học cái đi chung với bạn gái cũ, cái em thấy rồi em chia tay thôi. Tại đó kiểu cũng con nít mà. Dạ. Ủa sao lại đi chung với bạn gái cũ? Em ít bạn lắm, chỉ có một 10 bạn thôi. Mà bạn nó cũng chỉ có mình bạn là em thôi. Nhưng mà bạn đó là bạn gái cũ. Dạ đúng rồi. Mà em cũng ít người mà cũng lạ lùng ha. Có mỗi một người bạn gái mới với một người bạn gái cũ. Trời ơi. Ủa nhưng mà điều gì khiến cho các bạn quay trở lại? Vẫn còn tình cảm á anh. Ai là người chủ động? Chồng em. Bữa đó là cũng nghỉ học rồi đi làm rồi. Bữa đó mới về lại Sài Gòn chơi. Xong cái bạn mới kêu, tôi nhớ hồi đó có quen con bé gì mà bây giờ kêu ra đi. Cái bạn mới nhắn tin kêu về, mà bé này đang đi sinh nhật mà nó bỏ sinh nhật nó đi về luôn. Mới thấy nó còn tình cảm mình, cái mình tiếp tục luôn là tới bây giờ luôn. Có thời gian nào hai đứa phải yêu xa không?
Dạ lúc nào cũng yêu xa. Sao vậy? Là một bữa củ chiên nữa ở Sài Gòn. Dạ. Rồi em lại đi nghỉ vụ nữa. À đi nghỉ vụ là ở yêu xa chắc chắn rồi đó. 2 năm nghỉ vụ đúng không? Ở trong quân đội đó thì là cô ấy có đến thăm không? Dạ có. Đều đặn thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà lúc đó em có sợ là bé này ở ngoài có người khác cua không? Đó. Dạ cũng có. Nhưng mà em vẫn không có quen. Cũng không nói chuyện luôn. Rồi đi 2 năm ra quân. Và bắt đầu là cưới liền hả? Dạ không. Ra quân thì như là 3 năm sau mới cưới. Là bạn này bao nhiêu năm? Cưới quá sớm. Tại vì là mới có mấy tuổi, 24 tuổi. Dạ không, mới cưới năm ngoái hả? Ôi vậy. Cũng vẫn sớm luôn, là mới 23 thôi. Ồ, sớm quá. Sao cưới sớm vậy? Bác sĩ bao cưới. Sao mà để cho có sự cố xảy ra vậy chứ? Thì chồng em á là hai đứa trước hôn nhân là có làm chuyện đó. Xong rồi chồng em mới đi ra hiệu thuốc mua. Em đi vòng vòng mấy cái hiệu bán đặc trưng của cái đó thì em dạo hoài không dám vô. Thôi vô tiệm thuốc mà em cũng dạo từ 7 giờ tới 8 giờ mấy em mới vô á. Em nói bán cho em cái bao. Cái chị nói lấy lại thường hay là lại tốt. Nói lấy cho em cái tốt nhất đi. Cái chị mới đưa em 3 cái. Em hỏi bao nhiêu tiền? 6 ngàn. Cái em mới đưa 6 ngàn mà em thấy hồi hộp quá. Sao cái này có 6 ngàn không lẽ nó rẻ gì hả? Cái em cũng lấy luôn mà xài xong cái 3 tháng sau cái báo tin luôn. Rồi lũng luôn. Dạ. Lại tốt gì mà lũng kỳ vậy? Tại 3 cái 6 ngàn. Cái thứ hai nó ổng quân đội nữa. Coi như trong kia ổng tập bắn dữ lắm. Mà tối đó xài hết 3 cái không? Dạ không sao, không có chuyên nghiệp. Em còn quá trẻ và khi em biết tin là em có bầu thì lúc đó cái cảm giác của em nó như thế nào? Kiểu cũng hoang mang lắm. Tại vì em còn chưa có sự nghiệp gì mấy. Với gia đình thì sao? Gia đình thì lúc đó chưa có nói. Hai đứa vẫn im lặng thôi. Rồi bao lâu mới báo cho gia đình biết? Như là một tuần sau á mới kêu gia đình hai bên ăn cơm với nhau thôi. Dạ xong thì lúc đang ăn cơm cái ảnh nói ra thì cả nhà hết ăn luôn. Em mới nói giờ bố có cháu nội giờ tính sao? Ba giỡn hoài còn nhỏ xíu xíu nít nôi đẻ đúng gì đây. Cái mới kêu giờ có rồi phải cưới gấp thôi. Khi mọi người đứng hình luôn. Bỏ đùa. Dạ. Rồi xong cuối cùng sao? Nhưng mà thì mọi người giải quyết như thế nào? Hai đứa nó tự lập hết rồi. Cho nên là chuyện mà cha mẹ phải nhúng tay vô nó cũng không có phải là vấn đề mà nghiêm trọng quá. Rồi tự đi học đạo, rồi tự xin ký, rồi đăng ký kết hôn, rồi tự làm hết. Con được mấy tháng rồi con? Dạ 19 tháng. Trai gái? Dạ anh trai. Tới phần kia đi. Đại hội vạch mặt á, đồng chí Quyết Chí có nhiều tật xấu không? Có, cũng nhiều lắm chị. Làm biến. Rồi bày hài nữa chứ. Hay nhắn tin với gái. Wow. Là trời. Mà có bị bắt gặp những cái tin nhắn mùi mẫn gì không? Dạ có một lần. Wow. Lúc đó là em giận quá thì em đòi bỏ nhà đi. Lúc đó làm bé mấy tháng? Đó là em đang có em bé. Chưa có sanh bé ra, bầu 7 tháng. Nghi á, phát hiện cái tin nhắn là cái chi tiết tin nhắn là cái gì? Thì lần đó ảnh đi với đối tác á. Cái xong cái em ở nhà em lo sao thấy chưa về nữa. Cái em mới nhập vô Zalo của ảnh, em nhập bát vô thì vô tình là vô được. Thì em mới thấy tin nhắn là em nè, thì lúc đó em mới ghen lên. Nhưng mà em không biết là nói gì trong tin nhắn đó thôi, chỉ thấy là cái tên là em nè thôi. Xong rồi em mới gọi ảnh quá trời luôn. Thì ảnh không bắt máy, rồi cái em mới đùng em đòi bỏ nhà đi. Rồi anh giải thích làm sao? Đồng chí đi đâu? Đi với đối tác đó, cho nên là không có tránh khỏi mấy cái vấn đề đó. À đối tác là em nè. Dạ. Nhưng mà bây giờ còn hay nhắn tin cho gái không? Chỉ là nhắn tin cho gái chơi game thôi. Rồi. Chấp nhận luôn hả? Xong chơi game với con trai mà mắc gì phải chơi game với con gái? Tại vì mấy nhỏ thích mình thì mình chơi thôi chứ em cũng không suy nghĩ gì sâu xa lắm đâu. Dạ không? Nó chỉ giới hạn là game thôi. Con trai sao nó không thích mình? Tại vì mình không thích nó. Trời ơi, gặp vậy là nhân vợ của Chí hiền quá. Chứ gặp chị là chị không chịu á. Như cuộc đời em ít bạn lắm em chứ có. Em yêu con nhỏ bé người yêu mới nhưng bé người yêu cũ. Hả? Bây giờ còn cái tật xấu gì nữa không? Dạ không. Nói mong muốn luôn đi. Ít chơi game lại, kiểu quan tâm vợ hơn. Vợ kêu sẽ nghe. Dạ chỉ nhiêu đó thôi à. Có làm được không? Dạ được. Rồi bây giờ tới Quyết Chí đó. Cô ấy có những tật xấu gì? Nghi thì nóng tính lắm. Như là cái nồi chảo dầu vậy đó. Ví dụ giống như là mình đi đâu đó mà điện thoại hết pin, cô này lại không tin là mình hết pin. Xong là về là hả quần áo là đó là xếp sẵn hết rồi. Xong rồi ly dị rồi các kiểu là làm. Cứ bây giờ 1, 2, 3 cái là bùng vậy á. Chứ không có nghe giải thích hay cái gì hết á. Dạ, rất là nhiều lần. Hỏi có la làng chói lói không? Dạ không, vợ em im lặng lắm. Chỉ có nóng bùng bên trong đùng cái là bể vậy chứ. Lửa ngầm đúng không? Nhưng mà có bao giờ viết đơn chưa? Nói bằng miệng thôi, nhưng mà em viết. Em viết hả? Chồng viết đơn.
là giết để cho bỏ ghét hả? Dạ, giờ làm nhiều lần quá mà mình không cải thiện được cái vấn đề đó là mình đi giết luôn. Mà cái đợt đó có đứa nào ký không? Chỉ có biết thôi. Đứa nói đứa giết mà dễ gì ký. Đưa ra một cái là bắt đầu run rẩy liền, run tay liền. Tôi đó, dạ tôi đưa cái tôi giết vô dạ, tôi không ký. Còn xấu gì nữa không? Làm xiên hay làm biến? Làm sạch hay làm dơ? Ở nhà mấy cái việc đó em làm hết mà sao nó kêu mới dơ ra? Ồ vậy hả? Dạ, giặt giũ rồi quét nhà, lau nhà, chăm con rồi đút con ăn, người này nọ cái kiểu làm hết. Ủa chị làm hết luôn à? Dạ. Ủa vậy cuối cùng bà có làm gì không? Bà làm đẹp. Tại vì dạ em kiếm tiền lắm cho nên là đang mang bầu á, cái xin em mở cái tiệm ở nhà đi. Ừ. Mở tiệm ở nhà ra là làm suốt cho nên mấy cái vấn đề đó em làm hết. Rồi giờ mong muốn đi thay đổi điều gì chị? Chỉ muốn là cái miệng bớt hổn thôi. Đâu ba hổn sao nói nghe coi. Trời đất ơi, ba xả ra một cái rồi tao nói hả? Ví dụ xả ba lôi nguyên dòng họ người này nọ các kiểu ba xả nè. Đây là mỗi lần mà em đi đâu chơi với bạn là phải video call đó mở ra ngoài, cái bạn mỗi lần gặp nó là ghẹo hoài. Mày nhắm mày về được không? Không thôi để tôi qua đó tao lôi cái đầu mày về. Vậy xả luôn á? Dạ ba xả ghê lắm. Nhưng mà là trước mặt bạn luôn hả? Dạ. Mà thiệt chứ không có giỡn đúng không? Dạ thiệt. Cái đó là thật xấu đó nghe. Là do ghen, đó là thật xấu đó. Do bực bội là tại đi uống với bạn hay là như thế nào? Do bực á chị, đi trễ quá không về cái em cũng lo. Trễ là tới mấy giờ? 11-12 giờ rồi. Vậy là chưa trễ đâu, lố qua 12 giờ mới là trễ. Nhưng mà mỗi lần á bị xả như vậy á, cái cảm giác của Chí nó như thế nào? Cái chuyện mà vợ mình sợ vợ nó không phải là gì ghê gớm nó đâu, cho nên là bình thường à. Bạn bè nó hiểu mình thì nó chơi tiếp. Có cảm thấy bị mắc cỡ không? Dạ không, cũng thấy bình thường, vợ gia đình là trên hết. Nghi còn có cái tật xấu gì mà hơn tật đó nữa không? Không, mọi thứ hoàn hảo rồi. Ừ. Dạ. Là chị có không kèm được cái cảm xúc. Bây giờ sẵn đây chị nói cái mong muốn bả thay đổi gì luôn đi. Em chỉ muốn là vợ em hiền lành một chút xíu, hiểu chuyện. Cái gì cũng vậy, dừng lại, suy nghĩ, suy ngẫm lại. Chứ không phải cái gì cũng sổ ra. Rồi mấy cái đó sau này nó không thể nào mà vơi đi được. Kiểu như vậy, kiểu như là nó cứ ứ lại trong người. Mình làm không quá đáng như những gì mà người ta nói, mà người ta tự suy diễn ra. Chị thấy như vậy nè, cũng có những cái cặp vợ chồng á, người ta muốn được chia sẻ, cái gì là phải nói ra, nói liền không có để bụng. Nhưng mà chia sẻ ở như thế nào lại là một cả một nghệ thuật. Dạ. Yeah. Cái xả của Nghi không phải là sai, nhưng mà nó chưa đúng. Mình bực hay gì mình cứ nói: anh sao giờ anh chưa về, anh có biết là 11-12 giờ em lo lắm không? Nó khác, đúng không? Anh chỉ giật mình liền chứ ta, vậy là mình sai quá. Đó. Đúng không? Chứ còn á, khi mà Nghi xả theo kiểu đó thì Nghi sẽ xả được cái bực tức trong người của Nghi, nhưng mà cái cảm xúc của Chí nó sẽ lắng lại. Nó cứ như là nước mà lắng phèn á, thời gian lâu cái phèn, cái nước đục nó nhiều lên, thì đến một lúc nào đó nguyên cái lu đó cái nước trong nó hết luôn. Nghi hiểu không? Tại vì tuổi của tụi em còn rất nhỏ cho nên là chưa đủ chín chắn. Nhưng rồi thì Nghi cũng sẽ hoàn thiện mình dần, thay đổi dần dần. Bắt đầu tính từ hôm nay nha, những cái gì trước đó phèn mà nó lắng lại rồi, có nhiêu xả hết, bỏ, hiểu không? Không có lắng lại nữa, bỏ hết đi. Thì Nghi bắt đầu thay đổi từ bữa nay nghe. Dạ. Cứ xả ra đi, không cần ấy, nhưng mà xả một những cái lời lẽ nó mỹ miều hơn, nó khổ nhục kế hơn, nó đắc nhân tâm hơn là ăn. Ok, rồi, nghe, cảm ơn hai em.